Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, huyện Hải Lăng đã thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện chủ đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, các hoạt động văn hóa xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nên các chủ trương của huyện được nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả, tạo không khí dân chủ cởi mở ở địa phương hướng đến 30 năm ngày tỉnh nhà lập lại. Thời gian qua, huyện ủy Hải Lăng không ngừng nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân toàn huyện về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của đảng về dân chủ trong các văn bản, quy định, hướng dẫn cụ thể của huyện, gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính theo chủ đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Một trong những nội dung quan trọng mà Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng tập trung chỉ đạo là tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đối với huyện chúng tôi thì cái quy chế dân chủ cũng luôn gắn liền với cái việc thực hiện công tác dân vận. Mà đặc biệt trong năm 2018 và 2019 thì công tác dân vận, mà trong đó công tác dân vận chính quyền là được huyện rất là coi trọng và xem đây là cái điều cốt lõi để tháo gỡ, để mà vận động thực hiện cái công tác, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng trong cái vấn đề là coi như khu kinh tế Đông Nam. Ở đây là công tác dân vận chính quyền nó luôn đương đi đôi với cái công tác dân vận. Những cái mô hình dân vận khéo nó nằm trong cái công tác dân vận chính quyền. Đặc biệt giống như là cải cách hành chính chẳng hạn. Ở Hải Lăng chúng tôi thì cái việc cải cách hành chính từ huyện đến cơ sở rất được quan tâm. Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn lấy phương châm trọng dân, gần dân, sáng tạo, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ. Hải Dương là một trong những xã làm tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong công tác đền bù khi chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư. Trước khi thực hiện các dự án, việc giải phóng mặt bằng của xã Hải Dương gặp nhiều khó khăn do mồ mả lâu đời của nhân dân. Đảng ủy yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo kịp thời, cụ thể, đến từng hộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có hướng giải quyết. Qua trao đổi, đối thoại trực tiếp, chính quyền hiểu thêm nguyện vọng của nhân dân, người dân hiểu hơn lợi ích của các công trình phát triển kinh tế xã hội, phục vụ dân sinh. Cũng nhờ là cái sự lãnh đạo của Đảng ủy ủy ban, rồi cũng nhờ các ban ngành đoàn thể, đây là diễn khánh, còn trung năm thôn nữa, cũng các ban ngành đoàn thể lãnh đạo rất là tốt, do đó chúng tôi vận động các họ phải rồi tất cả cái các chi nhánh đó chứ có mô mã tại con đường đi qua thì họ bốc một cách là hiệu quả rất là nhanh. Điểm thứ hai, cái sự hướng dẫn của Đảng ủy ban là nói là vấn đề đền bồi rất là kịp thời và đồng thời đáp ứng đầy đủ trong cái nguyện vọng của dân, do đó là dân rất là phấn khởi, làm nhanh, không có điều gì cả. Để quy chế dân chủ cơ sở đi vào chiều sâu, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động, đối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Người dân được tham gia các cuộc họp về quy hoạch, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong khu kinh tế Đông Nam tỉnh với tinh thần công khai, minh bạch, cầu thị. Nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương có sự giám sát của nhân dân. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân được chính quyền quan tâm, tạo không khí dân chủ, cởi mở ở địa phương. Nhờ đó, nhiều đảng viên và nhân dân tự nguyện hiến đất,
chặt bỏ cây cối và công trình kiến trúc, đặc biệt là di dời mồ mả để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công các công trình. Đến với Hải Dương hôm nay, nhiều công trình mới được huy động từ sức dân do nhân dân thực hiện đang được hoàn thiện để hưởng tới 30 năm tỉnh nhà lập lại và mừng quê hương Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện cái cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước về cái vấn đề là xây dựng nông thôn mới, thì xã Hải Dương đã sau khi tiếp thu cái chủ trương đó thì xã Hải Dương đã tổ chức triển khai thực hiện cho là toàn thể cán bộ đảng viên. Trong đó là cái vai trò của cấp ủy chi bộ là đặc biệt quan trọng. Chúng tôi đã là triển khai và chỉ đạo bằng cụ thể bằng những cái việc làm đối với cả cấp ủy chi bộ. Từ đó là mỗi một là cán bộ đảng viên đã luôn luôn là gương mẫu thực hiện đi đầu trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai là vận động nhân dân là đóng góp để xây dựng nông thôn mới. Thì là đối với xã thì đã là thực hiện tốt cái việc là quy chế dân chủ ở cơ sở, tức là đã công khai tất cả các cái khoản mà liên quan đến nhân dân đóng góp, rồi là tất cả các cái khoản mà xây dựng các cái công trình cơ bản trên địa bàn. Cho nên từ đó là cái việc là huy động cái nhân dân mà tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới thì được nhân dân đồng tin tưởng rất là cao. Như xã Hải Dương, tại xã Hải Khê và nhiều địa phương khác của huyện Hải Lăng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong vận động nhân dân chấp hành thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường trục dọc, khu tái định cư, không cơi nới xây dựng nhà cửa trong vùng quy hoạch khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, tăng cường giám sát về thực hiện dân chủ cơ sở đối với các hợp tác xã nông nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn. Việc đấu giá các lô quầy được thực hiện đúng trình tự theo quy định. Công khai, minh bạch các khoản huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường công tác hòa giải cơ sở, xây dựng các hương ước, quy ước, tạo cơ sở đồng thuận cho người dân ở các địa phương. Trong quá trình thực hiện dự án thì như vậy là sẽ có khu tái định cư. Như về công tác quy tắc quy chế dân chủ, về trách nhiệm về cấp ủy đảng thì sẽ có cái sự chỉ đạo để cái đoàn thể đến chi bộ đến thôn xây dựng một quy chế dân chủ công khai minh bạch và hợp dân và có đối thoại. Từ chỗ đó trong khu tái định cư Hải Khê thì có liên quan đến cây cối mồ mả đến các gia tộc, thì báo cáo anh hiện nay thì với cái công khai minh bạch dân chủ về là được nhân đồng tình. Và trong đó cái ngôi mộ tổ thì là hàng trăm năm, có ngôi cao nhất 700 năm. Nhưng mà dân đã hiểu rõ, cho nên họ chấp hành chủ trương đó và là cái kiểm kê, kiểm định và đền bù cho cái công trình khu tái định cư hiện nay được hoàn thành. Đạt được những kết quả đó là nhờ huyện Hải Lăng chủ trọng vai trò lãnh đạo của cả cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền. Luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và người cao tuổi, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quy chế dân chủ. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhằm phát huy cao nhất vai trò làm chủ, tạo niềm tin cho nhân dân. Đối với quy chế dân chủ cơ sở, ở địa phương chúng tôi thì đây là một cái việc làm mà được ban chỉ đạo quy chế dân chủ quan tâm chỉ đạo từ huyện đến cơ sở. Và điều này là để làm được cái vấn đề mà dân chủ trong nhân dân thì chắc chắn rằng là phải công tác tuyên truyền, phải đưa cho người dân hiểu được cái pháp lệnh 34 của Quốc hội về quy chế dân chủ xã phường. Rồi thì trong công nhân viên chức thì nghị định 04, rồi trong doanh nghiệp là gọi là nghị định 60, tất cả những cái vấn đề đó đều được triển khai. Và đặc biệt là qua triển khai quy chế dân chủ ở xã phường ấy, thì chúng tôi lại rất là coi trọng cái việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ. Bởi vì làm tốt cái khâu này thì rõ ràng là coi như những cái vấn đề dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đều được thực hiện tốt. Cho chính vì vậy là cái công tác kiểm tra giám sát là thông qua cái kiểm tra giám sát của đảng ủy, của là hội đồng,
rồi đặc biệt là đối mặt trận đoàn thể thông qua cái giám sát phản biện theo cái nghị định 27-28 để mà coi như làm tốt cái công tác mà quy chế dân chủ ở cơ sở. Hiện nay, Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Lăng cùng nhân dân toàn tỉnh hăng hái lao động sản xuất, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi hướng đến 30 năm ngày tỉnh nhà lập lại. Theo đó, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời nhân rộng các mô hình tiên tiến, cách làm hay, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, tạo không khí cởi mở, đoàn kết, tạo động lực để mọi người dân góp phần xây dựng quê hương. Vì vậy, quy chế dân chủ luôn là cơ sở để người dân thực hiện tốt hơn nữa quyền làm chủ, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đổi mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục xây dựng đảng kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.